ở trong bài học này sam sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh ảnh đường phố trong bức ảnh này á, thì sam sử dụng đèn cho nên mình sẽ thấy á, là da nó sáng rồi mình không cần chỉnh da trong trường hợp nếu bạn không sử dụng đèn á, thì bạn có thể trừ vùng tối để tăng sáng da lưu ý á, là khi mình chụp ảnh đường phố á, bởi vì á, trong thành phố thường là các building các tòa nhà nó rất là cao cho nên là ánh sáng không tới được vì vậy á, trừ khi là ánh sáng ven ánh sáng xuyên buổi chiều á rất là mạnh thì bạn mới có ánh sáng vàng thôi còn ngoài ra tất cả những thời điểm trong ngày thì hiếm khi nào bạn có được ánh sáng bởi vì cho dù hoàng hôn nó đẹp nhưng mà ánh sáng nó không tới được chủ thể bởi vì toàn bộ xung quanh những tòa nhà bạn thấy không ở đây là cây cối nè nó che hết rồi hoặc là trời âm u mình cũng không thể đánh thấy được ánh nắng. Cho ở thành phố nếu có ánh nắng xuyên á là thứ nhất là thời tiết phải rất là đẹp thứ hai á là là bạn phải chọn được đúng vị trí ánh nắng xuyên tới. Trong bức ảnh này á, thì Sam sử dụng một đèn góc phải này để làm ánh nắng giả. Thì tại sao lấy làm ánh nắng giả này? Bởi vì á, là Sam muốn tạo chiều sâu cho bức ảnh. Các bạn nhìn thấy á, bức ảnh này á, là nó không có nổi khói. Bởi sao? Bởi vì á, là xung quanh nó tối, nó không có chiều sâu. Vì vậy, á, khi mà chụp ảnh đường phố, á, mình sẽ có ba vấn đề cần xử lý. Thứ nhất là màu của bức ảnh mà bức ảnh mà đường phố mà để màu tự nhiên thì nó không có đẹp ở biển á, thì sam thường để màu tự nhiên nước màu biển á, mình chỉ cần tăng màu xanh tăng mây trời và cát trắng là hình nó auto đẹp rồi nhưng mà trong thành phố á, thì bạn để màu tự nhiên á, thì nó hình nó rất là đục hình ngoại cảnh mà trong thành phố á, thì sam thường hay lên màu vào hoặc là mình cần phải thêm hiệu ứng gì đó thứ hai á, là ánh nắng à, trong bức ảnh mà đường phố nếu có ánh nắng thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều và thứ ba á, là người những người qua đường nè nếu mình để họ rõ ràng quá thì nó sẽ không có đẹp cho nên là một chút xíu mình sẽ làm mờ họ đi đầu tiên á là sam sẽ thêm ánh nắng trước tại vì sam sẽ không làm màu trước bởi vì khi mình làm màu xong mình thêm nắng á cái màu của nắng và cái màu của làm màu nó không hợp với nhau nó sẽ bị nó sẽ tạo cảm giác không thật vì vậy mình nên á là chỉnh thêm hiệu ứng trước sau đó hay làm màu mình vẫn tuân thủ theo quy trình bốn bước ha chủ thể sáng nè mình thấy á là mình làm màu cho nên mình sẽ không có tăng giảm gì ở phần này hết sau khi làm màu xong mình sẽ tăng giảm sao đầu tiên mình sẽ chọn open á là nó mở thư mục trên máy mình ra thì ở đây á là sam có một số cái player tia nắng sẵn á thì sam sẽ chọn một trong những cái này ok mình chọn cái nào cũng được sam sẽ chia sẻ cái phần tia nắng này á ở trong bài học thì các bạn có thể tải về hoặc các bạn có thể lên mạng đau những cái phần nắng nào mình thích mình đưa vào ok sam sẽ chọn cái này mình kéo ra mình bấm phê mình kéo vào bức hình này của mình chọn z rồi thì ở trong chế độ hòa trộn á này nè mình chọn là string thì nó sẽ đi vào cái lòng vào khung hình luôn mình sẽ cho nó to ra rồi enter sau đó mình chọn B á mình chọn B mình chọn 100 trăm hoặc 80 gì đó mình sẽ rớt thì Sam sẽ chọn khoảng 80 mình sẽ trừ nó ra khỏi cái một số phần vùng mình không muốn ám ở đâu mình sẽ giảm bớt 50 60 thì mình thấy á là khi mình có ánh nắng này đó là bức hình mình nó có chiều sâu hơn nó tạo một cái khoảng cách giữa chủ thể với background sau đó là mình sẽ làm màu thì làm màu ở đây á, là mình chọn màu phạt nè màu phạt hai này thì sam có ba màu của đường phố là đường phố nghệ thuật đường phố tách màu hay đường phố cam bạn có thể chọn màu nào tùy thích nhưng mà sam thì sam thường thích đường phố này bởi vì nó làm những cái màu khác nó giảm và nổi bật chủ thể lên rồi đó mình thêm mặt trời trước sau đó mình hãy làm màu khi mình làm màu nó ảnh hưởng toàn bộ bức hình và nó tương thích với cái mặt trời này luôn còn nếu mà mình làm màu trước và sau đó mình thêm mặt trời á thì mình sẽ bị cái màu nó có thể là nó không phù hợp đây thì cái màu mặt trời đổi luôn thì nó đổi phù hợp luôn theo màu cam luôn tông cam mà mình muốn chỉnh phần làm da thì sam sẽ không để vào đây ha tiếp tới đó, mình sẽ làm mờ những cái người đi qua đường này nè để làm mở bật chủ thể mình lên á thì ở đây để làm mờ mình sẽ có tôi là motion lơ mình click vào motion lơ xong mình chọn là flow một phần trăm mình quét vào Đó. thì tất cả những cái người đi đường này họ mờ, thì khi họ mờ như vậy đó, là họ không có làm mất tập trung vào chủ thể của mình. cái motion blur này à, được Sam sử dụng rất là nhiều trong chụp ảnh ngoài đường. thì bây giờ mình đã xong bức ảnh này rồi đó, mình chỉ còn làm cái việc đó là bóp dán, lưu chỉnh da. rồi mình có thể làm da và những cái phần khác chỉ với vài ba lít là mình đã hoàn thành một bức ảnh này rồi những cái phần làm da tinh chỉnh chi tiết á, thì mọi người tự làm sao ha sam sẽ gửi ruột này lên để mọi người có thể đau về mà làm mình lưu ý khi chỉnh ảnh đường phố mình sẽ có ba yếu tố một là màu hai là ánh nắng ba là những người xung quanh và bây giờ sam sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn một bức ảnh khác đây là bức ảnh mà sam chụp hơi an thường á thì hội an á buổi chiều ánh nắng nó rất là đẹp nó sẽ có ánh hoàng hôn le rất là đẹp bởi vì hội an á đặc điểm của nó là nhà rất là thấp những cái tòa nhà cổ á nó hứng nắng rất là nhiều nó không có tòa nhà cao tầng thì khi mà bạn ở chụp đường phố mà ở những cái tòa nhà khi mà bạn chụp đường phố ở những cái kiến trúc như vậy á mình sẽ rất là dễ để có ánh sáng đẹp nhất là ánh nắng chiều và ánh nắng sáng tuy nhiên á là không may cho sam á là hôm nay á là trời nó âm u bạn thấy trời không cho nên là sam sử dụng một cái đèn ở đây để giả lập ánh sáng mặt trời lý do tại sao mà sam giả lập như vậy thì bạn thấy á, là khi mà sam sử dụng đèn ven á nó sẽ có ánh cái đường line này nè thì sau khi mình sau khi mà sam ép ánh sáng mặt trời vào á, thì nó sẽ trở nên rất là thật tất nhiên là nếu mà bạn có bức ảnh mà nó không có đường line ven như vậy thì bạn vẫn có thể chỉnh được ảnh thôi nhưng mà nó sẽ không đẹp bằng thì đầu tiên á là mình đã có ánh sáng rồi nên là bây giờ á, là Sam chỉ thêm ánh sáng vàng vào những vùng này thôi Bởi vì ở Hội An á, là đặc trưng của nó là màu vàng Mình chỉnh ảnh ở một địa điểm á, thì mình sẽ xem đặc trưng địa điểm đó là như thế nào Ví dụ như cái bức ảnh hồi nãy là Sam chụp ở Sài Gòn ở quận nhất Nguyễn Huệ á, Thì nó là phong cách kiểu Pháp đồ Sam cũng chất cho nên là Sam sẽ lên màu kiểu chất ở còn ở đây á, là Sam sẽ không lên màu, không chỉnh màu mà Sam chủ yếu là chỉnh ánh nắng và chỉnh bức hình này sang tông vàng cho nó rực rỡ hơn chất của thời an đầu tiên là sam cũng chọn open mình sẽ chọn một cái màu nắng thì sam ở đây sam chọn cái màu này nó không phải là nắng mà nó chỉ là một vần sáng thôi đây và sam đưa vào bấm về đưa vào enter chọn screen đó. Thì các bạn thấy không? Bây giờ là nó ám màu vàng lên cái màu của những cái um, cái cây nè, những cái bụi hoa giấy này rất là đẹp nè. Nó đúng màu chất hội an nè. Rồi sau đó là Sam sẽ b chọn khoảng 80%. 70 80 cũng được. Mình sẽ xóa một số phần mà mình không muốn nó tác động vào. Để nó mất cái viền đi. Ok à, bây giờ Sam sẽ bố cục bức ảnh lại bằng cách là mình sẽ rớt bức hình bấm C chọn vào thì đây là bố cục 1 phần 3 Sam đã định sẵn khi mình chụp hai người á, thì Sam để bố cục phần 3, 1 phần 3 ngay giữa để lúc đó là mình sẽ tập trung vào cả hai người luôn đây thì cả hai người đều ở tâm của 1 phần 3 hết bởi vì hai người đều thu hút ha. À, mình rớt thêm một chút xíu nữa để mất luôn cái khách cái người du khách này luôn bức hình này nó tập trung hơn vào chủ thể rồi bây giờ mình sẽ làm cái động tác là là mờ người vẫn tiếp tục là chọn một trăm phần trăm ha sau đó là mình làm mờ những người này cái việc mờ người này á, nó sẽ làm cho cái bức ảnh mình nó mang tính chất ạt hơn giống như mình chụp chậm vậy đó nó rất là cần thiết cho cái việc mà chụp đường phố đó sam thì nó giúp tăng sự tập trung vào chủ thể bởi vì những cái người này có nhiều người động tác cũng không được đẹp nhìn hẳn vào chủ thể của mình hoặc là đó gãi đầu thì mình cứ làm mờ hết đi vậy bức ảnh chỉ cần tập trung vào chủ thể của mình thôi Sau khi làm mờ xong á thì tiếp tục á là Sam sẽ cho cái áo đỏ này nó đậm xuống, giống màu chất phải ạt hơn bởi vì bây giờ nó hơi nhạt màu nè. Ok mình cho vào đổi màu sắc mình cho đỏ cộng. Thì lưu ý á khi mình cho đỏ cộng á những cái màu đỏ nó ảnh hưởng nè, những cái những cái bông hoa giấy này nó sẽ bị bị lỗi, nó bị đậm quá đậm. Thì lúc này á là mình phải chọn rớt vào xóa nó đi. Xóa phần da luôn ha. Xóa phần son luôn. Ở Hội An á, một trong những điểm yêu thích của Sam đối với Hội An á là cái màu sắc của nó đậm màu vàng thì ở đây do mình sử dụng ánh nắng á, nên nó bị nhạt bớt. Bây giờ Sam sẽ tăng cái màu vàng nó lên bằng cách là Sam chọn vào rực màu tất cả những cái này nó đã rực lên rồi bây giờ sam không muốn nó ảnh hưởng tới chủ thể cho nên là sam sẽ giảm giảm ở chủ thể đi bởi vì chủ thể nó rực quá mình quét trừ chủ thể ra mình sam chỉ muốn cảnh nó rực thôi Nếu mình muốn nó rực nữa thì mình có thể nhân đôi laser này lên bằng click vào duplicate À, mình làm da tăng sáng da chú rể làm da cô dâu vậy là mình đã xong bức ảnh thì ánh sáng rất là lung linh huyền diệu ha từ một bức ảnh mà mình thấy là nó ánh sáng không có đẹp đây bức ảnh này âm u nếu mình chụp ra một bức ảnh âm u thì nó sẽ không ra được chất hội an hội an á là ngoài đường phố nó sẽ là ngập tràn ánh nắng <laughs>